cách gia tăng thu nhập đơn giản và dễ áp dụng bằng quy luật tập trung. Cái gì tập trung cái đó mở rộng. Bạn muốn tăng thu nhập doanh thu của bạn lên mỗi tháng thì hãy làm theo cách sau đây mà Thảo hướng dẫn. Đầu tiên bạn phải hiểu là não bộ của bạn. Cách bạn làm một việc là cách bạn làm tất cả mọi việc. Cách bạn tư duy một việc là cách bạn tư duy tất cả mọi việc. Khi bạn tập trung vào mọi thứ gia tăng thì tất cả mọi mặt trong cuộc sống của bạn sẽ được gia tăng. Ví dụ như tài chính, sức khỏe, mối quan hệ, tình yêu, mọi thứ đều đi lên. Ví dụ mỗi buổi sáng khi thức dậy, hãy nhìn vào gương và khen ngợi chính bản thân mình. Ôi hôm nay mình thật là xinh đẹp, mình thật là tài giỏi, mình thật là xuất chúng. Hãy nhìn thấy sự tiến bộ của mình mỗi ngày. Đó là sự gia tăng. Lý do vì sao mọi người không có được sự gia tăng mọi mặt trong cuộc sống của mình? Vì chúng ta hay chỉ nhìn thấy điều không tốt, không giỏi của mình mà thôi. Và theo quy luật tập trung và luật hấp dẫn, cái gì bạn tập trung thì bạn sẽ thu hút nó đến. Bạn tập trung đi xuống thì mọi thứ sẽ đi xuống. Còn với tiền bạc thì bạn hãy bỏ vào quỹ tự do tài chính mang tên của mình. Rồi mỗi ngày bạn bỏ tiền vào đó, tổng kết số dư, bạn tập trung vào con số tiền, bạn sẽ nhìn thấy nó gia tăng. Và cứ áp dụng như vậy với tất cả mọi mặt trong cuộc sống của bạn. Thảo đã áp dụng thành công với công thức này và hướng dẫn cho rất là nhiều anh chị trong nhóm học tập của Thảo thành công vô cùng. Các bạn áp dụng ngay nha. Và hãy ấn vào link bio bên dưới ảnh avatar trang cá nhân của Thảo để tham gia vào nhóm học tập cùng với Thảo. Và nhóm hoàn toàn miễn phí. Và hãy follow kênh của Thảo để nhận thêm nhiều phương pháp hút tiền bạc và tận vượng nữa nhé.